về cho soạn nè. Anh mua quà cho em hả? À, sao không ngủ luôn ngoài chợ đi? Từ nhà ra chợ độ chừng có 100 thước mà đi từ sáng tới trưa à. Trời ơi, em đừng nói nha, nãy giờ anh đi từ chợ về anh ngủ gục 8 lần rồi đó. Thì anh cũng tính bán hàng xong là anh về ngay như lời hẹn ước với em á. Trời ơi, ai ngờ xui quá em ơi. Em biết không, anh vừa ra đến cổng chợ á, anh gặp ai em biết không? Ai? Gặp 2 lít á. Trời đất ơi, một xị cũng đủ chết rồi, gặp 2 lít rồi rủ nhau nhậu rồi phải không? Đâu có đâu, hai thằng đâu có nhậu, đi rủ nhau uống rượu. Trời đất ơi. Ủa mà sao em biết hay vậy? Em thầy bói à? Không phải thầy bói, từ lâu tôi đi guốc trong bụng anh mà không biết sao được. Ờ ha, em nhắc anh mới nhớ, tại vì từ lâu lòng anh như con đường mở rộng, sẵn sàng cho guốc em đi như mở lối đường tình. Trời đất ơi, rồi văn chương nữa rồi phải không? Hơi, phải hồi nãy anh nhậu tiết canh cẩu phải không? Không không à, anh không có nhậu tiết canh cẩu đâu. À, anh ăn tiết canh chó. Trời ơi, tiết canh chó. Ờ, ăn riết đi, có ngày nó sủa cho anh biết. Còn anh ha, anh mà ăn tiết canh chó nhiều nữa đó ha. Sao em? Đúng 3 tháng 10 ngày là anh tru luôn. Lúc đó anh giống như con chó vậy đó, gặp đâu tru đó, gặp đâu cắn đó. Không có đâu, anh ăn hoài mà, nói thiệt em, anh ăn 3 cái tiết canh chó vô anh không có cắn ai đâu, thề luôn á. Chỉ có mà anh thấy ai mà lạ lạ đi ngang là anh à, cái đó có đó là triệu chứng rồi đó ông, triệu chứng rồi đó. Trời ơi, nó không cắn hả? Không có. Vậy chứ ai cắn bầm tím cả hai cái đùi tôi đây nè. Trời ơi, để dấu răng như là hai cái bộ cào của Trương Bát Giới vậy á. Tụi gì? Anh cắn vậy rồi em mới nhớ anh lâu chứ bộ. Ờ, nhắc mới nhớ, để anh cắn thêm cho bên đây miếng nữa cho nó đồng nha. Cắn à, giả cho cái mỏ ông bằng lại bây giờ. Sao anh đánh anh băng đâu? Băng ngày băng mặt anh làm gì kỳ cục giá? Tại em chứ bộ, ai biểu tự dưng em nhắc chi cho anh thèm cắn, cắn nữa hả? Buông ra. Trời ơi, trời đất ơi, tôi cắt cái mỏ ông bây giờ. Tôi cắt cái mỏ, tôi cưa răng ông, không còn cái răng bây giờ đây nè. Thôi mà đừng giận. Thôi bây giờ nếu em không cho anh cắn ha, thì ông ấy à, không cho cắn thì hai đứa tụi mình xuống ao tắm đi ha. Dẹp đi ông. Trời đất ơi, hồi mới quen người ta còn ngây thơ nên dụ xuống ao được. Còn bây giờ đừng có hòng. Sao trời vậy? Ơi, người ta tắm một mình ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác không sao. Tự nhiên cái vụ người ta tắm chung, trời ơi, cái tự nhiên cái bụng người ta tự không ăn gì cái sình lên à. Nhiều khi giờ anh còn thắc mắc không biết sao anh hay dữ vậy. Ủa, mà anh nói em nghe, sao tự nhiên mới đây mà cái bụng em nó bành trướng mau quá vậy? Nói vậy là anh nghi tôi là có cái gì trước khi quen anh rồi phải không? À, không có đâu, ông anh không có nghi bậy bạ vậy đâu. Chứ 4-5 tháng nay, mỗi tháng tắm ao mấy lần mà anh nói là mới đây. Thì anh nói vậy là có ý nói tình cảm của anh với em á, đã qua mấy tháng rồi á, mà em thấy không, tình vẫn còn nồng nè, duyên vẫn còn thắm nè. Như cái buổi ban đầu mà em chửi anh á, nhớ không? Lúc mà em nghi ngờ anh ăn cắp con gà mái của em đó. Trời ơi, dịu ngọt rồi kêu bằng em anh rồi nữa ha. Đúng rồi, nghi hả? Nghi đâu mà nghi. Tôi nghi thiệt luôn á, tôi nghĩ thiệt á chứ nghi gì. Nhờ tôi chửi mới lòi được gà mái đó. Rồi còn lòi thêm gà trống nữa. Cái là hai con rủ nhau xuống ao, cái tự nhiên rồi ra cái bụng này. Thôi nín nín đi, cái bậy không à. Cái bậy gì bậy? Nhưng mà cũng nhờ chính cái bụng này của em nè mà anh thương em hơn á. Đó, thấy không? Bằng chứng nè, cho cái sự thương em ha. Dù cho anh ăn nhậu sai xỉn cỡ nào đi nữa, anh về là anh cũng nhớ mua cho em một rổ quà luôn nè, thấy không? Trời đó. Đất ơi, quà gì mà tới rổ dữ vậy? Có thì đủ thứ hết nè, em nhìn đi nè. Mè nè ha, khế ha, xoài sống ha. Nói mà cầm không được à. Bảo đảm em thích liền ha, thích không? Trời đất ơi, mua cho ai mà ăn là tự nhiên mua cá rổ vậy? Thì mua cho em chứ mua cho ai? Anh biết soạn đang thèm chua mà phải không? Thôi đi anh Tửng ơi. Thèm gì á thì cũng chỉ ăn được vài miếng thôi, chứ ăn kiểu này nó cào ruột cào gan làm sao chịu nổi.
Thôi tôi biết rồi. Anh mua cho má nuôi anh phải không? Thì mua. Má nuôi nào? Còn làm bộ nữa. Mẹ hay ú trai. Hả? Mà cũng lạ. Hơn kém có 5 tuổi mà kêu bằng má. Cũng lạ ha. Tại những ngày anh chưa quen em á, anh ốm yếu không làm gì được á, cái bả thương tình bả nuôi anh ăn á, thì nhờ bả nuôi anh phải kêu bả bằng má nuôi chứ sao. Nuôi, người ta thường nói á, hễ nuôi con nào là ăn thịt con đó. Nè, hỏi thiệt nha. Mà... ăn thịt chưa? Hỏi. Trời. Gì? Ghen. Nhìn biết ghen rồi. Vậy là tưởng bấy lâu nay em không biết ghen á. Trời ơi, đi hỏi hết cái đàn bà nào không biết ghen. Thì chỉ có là 365 ngày thôi. Tôi mà nổi lên 72 máu khùng thì 10 đàn ông như anh cũng bị tôi bầm dò viên hay tán nhỏ. Và 10 con đàn bà nó nhảy vào với anh tôi cũng lột. Lột yếm như là lột yếm cua. Mình đừng nói anh cùng mình. Từ hôm quen em rồi tỏ tình em tới giờ, bữa nay anh mới nghe em hát á. Tôi hát chứ hát gì. Ủa vậy hả? Tôi hát đó. Tôi hát lớn quá. Ôi trời ơi, mày xin lỗi, mày xin lỗi nha. Trời ơi, nó nhắc với mẹ nó, cho nên nó đạp. Đâu có ăn hiếp mẹ đâu con. Thôi cho ngủ nha, đừng có chửi rủa nữa hả. Thôi đừng có nói oan ức ba con nữa hả. Biết rồi. Đó, nó kêu em tắt đài cho nó ngủ đó. Để anh sợ miếng rồi, nó đạp giống anh hồi nhỏ không? Dạ. Hả? Gì vậy? Chừng nào anh chưa làm sáng tỏ cái vụ mẹ nuôi thì tôi chưa cho anh nhận con đâu. Thôi mà, đừng khóc nữa mà. Được rồi, vậy thì bây giờ anh nói rõ cho Soạn nghe nè. Soạn muốn biết phải không? Dễ lắm, sự việc là vậy nè. Sở dĩ á, anh kêu bả là má nuôi á, là tại vì anh chấm bả cho tía của anh á. Cái gì? Tẩn chấm bà hai ú cho tía hả? Tại tía anh ổng sống độc thân mấy chục năm nay rồi. Ổng sống mình buồn. Giờ ổng thèm lấy vợ. Mà ổng khổ lỗ sĩ lắm em ơi. Như ổng người quanh vùng hả? Không ai thích ổng hết á. Vậy nhiệm vụ làm con của anh nè, thành ra anh phải lo kiếm vợ cho ổng cho ổng đỡ buồn. Không ai mà đi nói xấu ông già mình chính xác với anh. Sao? Ông mới làm gì mà khổ lỗ sĩ? Thì ổng tại vì có ngoài 50 tuổi thôi. Mà râu ổng hả, Soạn biết không, ổng để dài cho dúng mà. Ý hệt như là cái ông mà râu ba chòm trong hát bầu vậy đó. Vậy là giống y như là câu hát ở quê em á. Hát sao? Đêm nằm mà tưởng trai gối bông mà giật mình mà coi phải là râu chồng nằm bên. Nằm bên. Ra đường thì khăn đông áo dài, đi đôi mà cuốc gỗ còn tay thì tay cầm dù. Dù cầm. Ý trời ơi. Anh tả sao giống hệt như là Lý Tuyết vậy. Vậy ai mà thèm lấy. Trời ơi, không dám đâu em ơi. Anh tả vậy hả? Mà vì khi vừa mới tả tướng tá của bả xong á, là ông già đó, ông khoái liền à. Trời ơi, khoái. Nhưng mà khoái cha hay khoái con? Bậy không à. Khoái cha chứ sao khoái con nữa. Còn con có má nói ruột đây rồi. Thôi đi. Tôi cũng tạm thời tin anh thôi. Vì hồi gần tôi tới giờ á, thấy anh tiến bộ nhiều. Nhưng mà liệu hồn á, tôi mà nổi hứng đột sức hả, là tôi á, tôi không có nhịn đâu á nha. Thôi đi xuống ao tắm đi ông ơi. Mình mẩy hôi hèm quá à. Vậy là mình chịu tắm chung với anh rồi hả? Thôi. Tắm chung. Trời ơi, không có được. Không có được, tắm này không có. Sao được vậy? Không có được. Không tắm chung hả? Không. Vậy anh tắm mình ha. Quên. Ha, không tắm được, anh không tắm được. Sao vậy? Tại vì anh hẹn là đúng giữa trưa này là anh phải đi đón ông già tía anh ở ngoài bến xe ha. Chết rồi, bây giờ trễ quá rồi. Thôi, để anh đi nha. Anh đi để trễ á. Anh ơi, anh. Trời ơi, nhưng mà ổng lên đây vì chuyện đám cưới của mình hay là cưới mẹ hai ú vậy anh? Kết hợp hai chuyện luôn á. Nhưng mà chính là của mình nè.
ha, càng sớm càng tốt quá, để không khéo cái bụng của em ngàn bự lên kỳ lắm. Chết gương á. Y lẹ đi em, ở nhà ha, em bắt gà nhốt sẵn chừng ổng lên là em làm thịt liền, em đãi ba ha. Trời ơi trời ơi, vợ tôi hôm nay hả, dễ chưng quá chưng quá. Nhanh nha, cho cắn miếng. Y quên, hôn 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 miếng. Thôi thôi đi, kỳ quá đi đấy. Rồi bây giờ trước khi anh đi đón tía anh ha, anh thiết tha đề nghị em một điều nè, là khi nào ông già anh lên ha, ở đây thì em cho anh lấy quà một chút được không? Rồi chừng nào công chuyện xong á, ổng về dưới á, giờ em chửi em đánh đòn anh cũng chịu nữa ha. Nhưng mà anh có kể gì về em cho ba anh nghe sơ sơ chưa? Về bà má nuôi á thì anh có kể sơ sơ. Nữa? Còn về em chưa? Trời chưa. Đất ơi. Tại anh muốn tía anh là hoàn toàn bất ngờ về em á. Thôi vậy là anh yên tâm đi, em sẽ làm cho ba anh á phải hết sức hãnh diện là có nàng dâu hết ý. Rồi ổng sẽ khen rằng á, trời ơi thằng Tửng có con vợ cực kỳ tuyệt diệu đó, như vậy đó được không? Em làm anh xúc động quá, anh xúc động muốn chảy nước miếng. Ủa quên, nước mắt. Thôi anh đi nghe mình. Trời ơi. Tôi chịu đựng, tự giờ tôi mệt quá. Trời ơi, có con chồng thật thà quá thành ngốc. Càng mắng chửi thì càng cười. Mà nhìn cái mặt thì nhìn kỹ cũng thấy dễ thương, nó bù lại chút á chứ. Ôi, nó máy. Ôi, nó đạp. Ôi, trời ơi, con thằng Tuấn nó trời nó đạp. Ôi, nằm yên con ơi, nằm yên má sinh con. Con nói xấu gì ba con đâu. Để má đi bắt gà cho ông nội con ăn. Hôm nay ông nội con từ quê lên xem mặt má đó. Rồi ông nội làm đám cưới cho má ở với ba con. Thì con mới chính thức ra đời đó. Trời ơi, nằm bụng mình nó biết nghe ghê không. Nói phải cái bánh thanh nếp đạp rồi. Tìm gì? Ông tìm ai mà có vẻ như ăn trộm vậy? Bà chị có thiến gì không? Ý trời đất ơi. Trời ơi, ông nói cái gì cho tôi không hiểu. Tôi hỏi bà chị có thiến heo, thiến gà gì không? Ai thiến heo, thiến gà không? Không đau mau lành đây. Có thiến gì không bà chị? Vô duyên. Ở đây không có thiến gì hết á. Mời ông đi chỗ khác. Bị cái tướng. Mình cao khoảng thước ba thước tư, không eo, mình thẳng, eo chữ O. Trời ơi, đúng rồi, đúng là trong thơ thằng Tửng nó tả rồi trời. Nhưng không lẽ nàng còn trẻ gì mà là má nuôi Tửng trời. Nếu trẻ gì mà thằng Tửng nó giới thiệu cho mình thì thiệt là thằng này có hiếu à. Tìm kiếm vợ trẻ cho cha nè, nó bù đắp lại bao năm ta đơn coi chiếc bóng. Hồng không hiu quạnh với cái tuổi già. Cái tên hay, hay ú như là thúc giục lòng ta mở ngõ tình yêu vậy trời. Nàng này quá được đi chứ hen. Dù sao cũng phải dò hỏi tính nết nàng này có làm sao. Trời đất ơi, ông còn đứng đó làm gì à? Sao ông chịu đi đi đi, em có thiến vậy đó. Thưa bà chị, tôi đã được một nguồn tin báo trước là bà chị đang cần thiến heo, thiến gà. Rất cần, rất cần. Nhưng mà tôi không thuê ông vì tôi đã có người khác rồi. Vậy hả? Vậy thì xin thưa với bà chị là cái người khác mà bà chị nói đó chính là tôi. Vì thằng con tôi nó nói trong thơ là cứ lên đây giả là thiến heo thiến gà sẽ gặp được người nó giới thiệu cho tôi làm vợ. Bà chị vừa nói là rất cần người thiến heo thiến gà, vậy là người của tôi rồi đó. Gì kỳ vậy? Ông có bị điên không? Dạ thưa, tôi rất tỉnh. Tỉnh thì mời ông đi ngay. Đi, bằng không tôi chửi. Nếu được bà chị chửi thì có, đó là một vinh hạnh cho tôi. Từ bao năm nay tôi thèm nghe một câu chửi quá. Chửi như hát hay từ miệng người con gái đẹp. Tôi xin bà chị đáp ứng theo yêu cầu của một thính giả như tôi đi. Chửi đi, chửi. Trời đất ơi, tâm thần thiệt rồi. Tự nhiên chửi mà yêu cầu người ta chửi nữa. Cười vui chừng kêu người ta chửi. Không lẽ lại xuất hiện thêm một thằng Tửng tập hai? Trời, hay là cha nội này là tiếng Tửng? Không phải, ông này đâu có già lắm đâu. Ông này bị háp sớm chứ chưa già. Ủa còn cha chồng mình, ở đâu? Tửng nó tả là râu dài tới rúng, khăn đóng áo dài, mang guốc gỗ, nói năng cổ lũ sĩ. Còn cái ông già này lì lộm tán tỉnh, dê điệu cán tấn thời. Không phải rồi, dứt quá không phải. Mình phải đuổi ngay, kẻo thằng Tửng về thế nào cũng xảy ra chuyện ghen tuông đổ máu. Mình không phải như vậy được, mình phải là người đàn bà chung thủy. Sao bà chị?
xin ca lên cái bất cứ cái bài ca nào trong cái kho tàng chửi bớt của bà chị nghe cũng được mà. Thừa hơi để chửi người đời, dành hơi để ấp cho chồng, cho con. Dễ thương quá. Thừa cám để cho heo, thừa bèo đá bèo ra sắm. Bữa nay ngày rằm, ngày tôi ăn chay mà chập tức tôi chửi như thường đó nghe. Ủa thì nãy giờ tôi yêu cầu bà chị cứ hát mà cứ chửi đi. Nè, ông đừng có nghĩ rằng tôi đang làm con gà nhổ lông mà tôi chửi không được, chọc tức nữa là tôi tạt nguyên cái thao lông gà vô mình, ông đừng có trách à. Đâu có lý do nào mà bà chị can đảm vậy đâu. Rồi, vậy là ông chưa biết tánh tôi rồi. Nè, xem nè. Tưởng ông dám làm. Trời ơi, thiệt rồi trời ơi. Mình mẩy tôi đầy lông gà không đầy trời ơi trời. Nhìn mắt cười quá. Trời ơi. Ủa, ai đây? Ai hỏi chị trời. Tửng, Tửng ơi, chết ta rồi Tửng ơi. Ủa, ông bạn này là ai mà biết tin tôi vậy hả? Tía nè, không nha, nhìn ra tía sao Tửng ơi. Tía hả? Ừ. Tía ai? Trời ơi, tía mày với tía ai? Sao mày hỏi kỳ vậy Tửng? Không phải tía tôi không? Sao tía tôi nhìn giống người gà vậy? Gì á? Rồi râu dài đâu rồi? Cạo rồi mày ơi. Hèn gì, ra tới bến xe trễ, không còn khách nào hết. Hỏi tài xế có thấy ông già nào râu dài, khăn đóng áo dài, mang guốc gỗ xuống xe không? Họ đều trả lời là không. Tận ơi con ơi, ba đổi mới toàn bộ mà con. Ủa ba đó hả? Ừ. Ba đổi mới từ bao giờ vậy? Thì ba đổi mới trước khi lên đường đến đây nè. Rồi sao ba tìm tới đây được vậy hay hả? Hả? Thì ba lần theo sự thúc giục của tình yêu á. Ủa nói vậy là sao con không hiểu? Thì ba lần mò theo địa chỉ như là con hướng dẫn thơ đó. Nhờ vậy mà mới vừa rồi á, ba đã gặp được má nuôi con rồi. Trời đất ơi, sao lạ vậy? Má nuôi con mới gặp ba hả? Chứ sao? Công nhận nghe, con có mắt tinh đời lắm. Lựa cho ba được người tình lý tưởng đời ba mong ước. Rồi ba cái khoái không chứ còn gì nữa. Rồi còn má nuôi con nói sao? Chửi. Ủa chửi quá trời quá đất luôn. Sao kỳ vậy? Sao má nuôi con dám chửi ba? Vậy mới hay chứ mày, chửi trước thương sau. À, nơi người ta cần có cái hậu á con ơi. Ủa mà rồi sao tía đến nông nỗi này? Đầu cổ gì lông gà không vậy? Thì bà đuổi tía phải cút nghe đi. Mà tía mà không đi, tía quyết định là mặc lì. À, nên nàng ta kỷ niệm cái buổi ban đầu cho tía một thao lông gà. À, trời ơi, một thao nước nhổ lông gà. Ừ. Ủa mà sự việc xảy ra tại đâu vậy tía? Thì đây nè chứ đâu nữa, ngay tại đây. Kỷ vật tình yêu còn bám đầy người tía nè. Toàn là lông gà không nè, này ta để làm kỷ niệm mà mày. Ủa sao kỳ vậy ta, sao lại tại đây? Ừ. Vậy là không phải đâu, chưa chắc là bà hay ú à. Bậy, y chang như lời con tả trong thơ mà. Đẹp gái nè, tánh hai cọc cằn, mình thẳng không eo, chữ bới như ca hát. Đúng như là người tình mà 30 năm về trước là tí để vuột mất khỏi tầm tay trước khi lấy má con. Thôi rồi, chết tía rồi. Chết đâu chết, ta còn sống sợ chết gì. Không phải, con nói là tía bị lộn tiệm rồi. Là sao? Vậy là tía dê nhầm nàng dâu rồi. Mày với mày, thằng bậy bạ bất hiếu. Soạn. Ủa, con kêu ai vậy con? Cái gì mà soạn này soạn kia? Trời ơi, tưởng anh về anh phụ đuổi giùm tôi cái gia già tập 2 này đi. Không ngờ anh còn lẻo đẻo gần chả làm gì nữa hả? Nói về tập 2, tập 2 đâu? Thì đó, đứng một đống bên anh đó còn hỏi gì nữa. Dạ cái nát hỏng giờ. Cái gì, muốn làm quay hả? Tôi hứa là chỉ để anh khi nào có tía anh lên đây. Còn bây giờ muốn làm quay hả? Tôi quay anh một hồi bây giờ à. Còn sớm quá à. Đi đón ổng về chưa, đi chưa? Tới rồi. Gì? Tới đây nãy giờ còn đón gì nữa. Đâu, tía đâu, tía anh đâu? Đây nè, tía anh đây nè. Cha già này. Hả? Hôm nay là tía anh hả? Nó cà lâm mà kìa. Dạ đúng rồi. À tôi đó, tôi có xin cái lời chào má nuôi mình Tửng. Này tía, má nuôi Tửng đâu? Vợ con mà. Dạ con chào tía, xin lỗi tía. Ủa, vậy chứ còn vợ của tía đâu rồi? Vợ tía hả?
Ở nhà vợ tía chứ đâu. Tía, trời ơi tía, anh hèn gì tánh tình cũng giống anh quá trời à. Còn tửng cao độ hơn nữa. Mà sao bề ngoài anh tả không có giống gì trơn vậy? Hả? Thì kết hợp đi hỏi vợ cho tía và cưới dâu cho thằng Tửng. Nên tôi phải đổi mới cho. Trời ơi cũng may à. Cũng may đổi mới, cũng còn may à. Nồi nước sôi nhúng để nhổ lông gà nguội rồi. Chứ không á thì trời ơi, con luộc tía luôn là đổi gì nữa. Lúc đó không những tía đổi mới mà còn đổi mới cả cuộc đời của tía nữa đó. Là sao? Dạ bây giờ con mời tía ra ao tắm rửa một mình. Sau đó vô đây con mời tía nhậu thịt gà xếp vai. Gà nhà do tụi con nuôi. Còn chuyện tía đi hỏi vợ thì xin mời thôi, tía tập. Vậy hả?